để coi có cái gì chấm luôn. Mà hầu hầu về cái em chặt lưỡi của chị ra nó được tinh hả? Đó là tinh ai đang hình dung cho bạn đó. Dạ chị xíu bằng nước muối ok chụp mũi nha. Đăng kim ngắn rồi, kim dài em chị khác. Nó hồi nãy ta nhìn dài mà răng chờ ta mở ra ta nhìn nó thành ngắn thì ta. Nếu mà có thì em mua cái dí chắc cho chị nha. Cái bộ này hộp kim ngắn nè. Đó là cái tủ đó, cái cái tủ. Đủ cái áo, cái áo phao, cái gì nữa. Nhóm của mẹ chị bán đúng không? Không, biết được. Đúng rồi, cái gì vậy? Mở lấy cái mặt kim ngắn rồi đúng không? Các bác động dung dễ thương này. Ủa, kim họ giao kim mới là kim dài hay kim ngắn nữa? Mẹ đi lấy ra thì là kim ngắn. Ồ mẹ ơi. Kim ngắn không luôn. Đâu có thùng cái kia lấy ra nữa. Cái này kim ngắn này. Cắt cái kim dài lại. Bên đây cái kim cũ còn. Rất dài đúng không? Thuận ngày nên nghĩ rồi. Được đúng không? Con thấy là có nhiều cái có thể có xe nhỏ thì sợ mỏng thời gian.
nếu mà không có mình phải dày đi thành cái này, cái hàng sẽ nó mỏng lên lớp lớp là khó, cái hàng cái hàng đó nó không biết quá, muốn bà kỹ hướng người ta kỹ hơn nãy mặt đó là ở đâu ngoài đó. Khoai tây nghe là thôi chết, cái việc của khoai tây đã được luôn rồi, không nghiêm túc. Ông địch đó hả? Ông chưa địch luôn á. Chưa địch luôn à? Mới xì thôi. Bán cái chị riêng. Hàng chi đó. Họ nói chị Loan chơi được không? Đồ như mình đấy thôi chị. Đồ như mình là đồ rang má. Đồ rang ta mày nghe. Tạo em chia sẻ. Mũi hơi đau xem nha. Mũi là đau nhất. Cố gắng gần xem vui rồi. Như bún tạo nào